Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Mình là Tâm. Ngày hôm nay mình sẽ đồng hành cùng các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu mẫu ngữ pháp mới trong chuỗi ngữ pháp sơ cấp N5. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Chắc hẳn các bạn không còn xa lạ với khái niệm bổ nghĩa. Nó dễ hiểu hơn chính là làm rõ ý nghĩa của danh từ. Ở những bài học trước đây, các bạn đã được làm quen với những dạng bổ nghĩa như sau: danh từ đi với danh từ hoặc tính từ đi với danh từ. Và ở bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu động từ bổ nghĩa cho danh từ các bạn nhé. Thế nào là câu động từ bổ nghĩa cho danh từ? Xin mời các bạn theo dõi ví dụ sau đây. これはカバンです。Vậy nếu chỉ dừng lại ở đây thì người nghe không biết thêm được các thông tin như là chiếc túi xách này mua khi nào. Và mình có câu tiếp theo. Senshu kamashita. Bây giờ đã có thêm thông tin, nhưng nếu nói hai câu tách biệt như thế này thì sẽ mất thời gian và có phần thiếu chuyên nghiệp, đúng không các bạn? Và đây chính là lúc các bạn sử dụng câu động từ bổ nghĩa cho danh từ. これは先週買ったカバンです。これは先週買ったカバンです。Như vậy thì cấu trúc của câu động từ bổ nghĩa cho danh từ rất đơn giản. Chủ ngữ của câu động từ sẽ đi với trợ từ ga. Động từ sẽ được chia về thể thông thường và theo sau chính là danh từ cần được bổ nghĩa. Xin mời các bạn theo dõi ví dụ sau. Tamu-san desu. Hon o yonde imasu. Đây là bạn Tâm và bạn Tâm đang đọc sách. Thế thì bạn A hỏi bạn B rằng Tam-san wa dare desu ka? Lúc này để giúp bạn A có thể dễ dàng nhận ra bạn Tâm hơn thì bạn B nên nói thế nào các bạn nhỉ? À, bạn Tâm chính là người đang đọc sách. Như vậy phần bổ nghĩa sẽ là đang đọc sách. Hon o yonde imasu. Thể thông thường sẽ là hon o yonde iru. Mình sẽ có câu hoàn chỉnh như sau. Tam-san wa hon o yonde iru hito desu. Tam-san wa hon o yonde iru hito desu. Chúng ta có ví dụ tiếp theo. Hôm qua tôi đã xem phim. Bộ phim thì hay. Kino eiga o mimashita. Eiga wa yokatta desu. Và bạn B muốn khoe với bạn A là bộ phim mà tôi đã xem ngày hôm qua thì hay. Như vậy phần mệnh đề bổ nghĩa sẽ là đã xem hôm qua. Kino mimashita. Thể thông thường sẽ là kino mita. Chúng ta có câu hoàn chỉnh như sau. Kino mita eiga wa yokatta desu. Kino mita eiga wa yokatta desu. Hay P-san, so desu ka? Mời các bạn đến với ví dụ tiếp theo. Sports ga suki desu. Soto de shimasu. Tôi thích thể thao và chơi ở ngoài trời. Có nghĩa là cậu ấy thích những môn thể thao mà chơi ở ngoài trời. Chúng ta có câu hoàn chỉnh như sau. Soto de suru sports ga suki desu. Soto de suru sports ga suki desu. Ví dụ tiếp theo. 病院で薬をもらいました。薬を飲まなければなりません。Tôi đã nhận thuốc ở bệnh viện. Tôi phải uống thuốc. Ý bà cụ muốn nói là bà cụ phải uống thuốc mà đã nhận ở bệnh viện. Thuốc mà đã nhận. Moratta kusuri. Đã nhận ở đâu các bạn nhỉ? À, ở bệnh viện. 病院で. 病院でもらった薬を飲まなければなりません。病院でもらった薬を飲まなければなりません。Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Mata kondo onegai shimasu.